Chào mọi người nhé hôm nay thì em về thêm được mấy thùng laptop à, mấy thùng này thì nó cùng một model Đấy, và cái model này thì có cái cấu hình rất là ngon và giá thì cực kỳ là hợp lý nhé con này nó là con laptop của Lenovo dòng ThinkPad nhé model của nó là T470 Đấy, con này thì nó có cái thiết kế đẹp cấu hình ngon màn rộng 14 inch nhé độ phân giải màn hình uh, cao Full HD Đấy, con này uh, có cả camera micro mọi người học tập làm việc con này nó rất là tiện này cấu hình chi tiết của nó đây. Con này nó chạy con chip Core i5 6300U 2.4 GHz RAM 16 GB và đang chạy Windows 10 là 64 bit nhé Và con này nó có cái ổ lưu trữ rất là cao, ổ của nó là ổ SSD NVME 512 GB nhá. Cái ổ này thì nó có tốc độ rất là cao, đấy ổ cứng lưu trữ nhiều, RAM cao. Đấy con này nói chung là cấu hình ngon, giá thì cực kỳ là hợp lý. Con này em bán cho mọi người cái giá là 4 triệu 6, giá đã bao gồm uh, sạc rồi, nếu mà mọi người không lấy sạc thì mọi người sẽ được giảm 200.000 là nó còn 4 triệu 4 thôi nhé 4 triệu 6, một con laptop này, thiết kế rất là đẹp nhé uh, Tất cả máy uh, nhà em uh, về thì nó cùng một nô và cùng một tình trạng, nó đều đẹp như con này cả Đấy, Bàn phím này, mọi người nhìn này nó còn rất là bóng nhé, không có bị mờ bạc bong chắc bất cứ một cái phím nào cả Đó phím rất là đẹp và bản đề của này nó có cái góc mở rất là rộng nhá, góc mở của nó là 180 độ Đấy nên là mọi người sẽ có, có nhiều cái góc nhìn để làm việc hơn đây em sẽ cho mọi người xem uh, mặt ngoài của nó đây Đó. rất là đẹp nhé đây, mặt sau đây bóng nhoáng luôn nhìn qua khe tản nhiệt này thì máy gần như là không có bị bụi bẩn han rỉ bất cứ một cái gì cả Đấy, có hai loa hai bên này pin biếc, có thứ này Đấy, nhìn rất là đẹp Bên này có uh, cái cổng kết nối của nó này bên này thì nó có chân cắm tai nghe 3.5 này usb này uh, hdmi uh, đây có, có thêm một cổng usb nữa đây là cổng cắm mạng lan khe này uh, khe cắm thể nhớ sd nhé mặt sau này thì không có cổng kết nối đâu cả bên hông này thì nó có cổng chân sạc này usb này cổng tai C này khe tản nhiệt nhá Đằng trước thì nó cũng không có cổng kết nối đâu cả Đấy, nói chung là tất cả những cái cổng kết nối uh, thông dụng thì nó đều có đầy đủ Đấy máy thì thiết kế cũng khá là mỏng khá là mỏng nhé Đấy, màn rộng 14 inch Đấy, mọi người làm việc cũng thoải mái bàn phím nét nhé Đấy, bàn phím nét nên là sáng quắc luôn Đó. màn hình này, độ phân giải cao rất là đẹp nhé con này bán bán người giá là 4 triệu 6 tất cả các cái chức năng của máy thì đều ok hết pin con này thì nó sẽ rơi vào tầm 2 đến 4 tiếng nói chung là tùy theo cái tác vụ mình dùng thôi, pin của nó khá là ok. Con này nó có hai quả pin nhé, nó hai quả pin, nó có hai quả pin này, pin một, pin hai, một quả pin thì ở bên ngoài này một quả pin thì nó ở bên trong nhé, hai quả pin. Nói chung là pin của nó thì khá là ok. Máy thì thiết kế đẹp, ngoại hình rất là đẹp nhé thì mọi người mua thì mọi người liên hệ qua zalo số không ba bốn cho em nhé à. ok cảm ơn mọi người nhé